Chào Emma. Vâng, em chào chị. Đấy, Em cảm đang ơn chị rất là nghe nhiều. rõ Em có đang nghe rất là tốt. Chị ơi, chị có thể chia sẻ cái hành trình cải thiện sức khỏe của mình được không ạ? À, trước tiên thì em hãy cũng xin chào Emma cùng tất cả những chị em đang có mặt ở trong chương trình đây. À, và biết ơn Emma đã tạo điều kiện cho mình có cái cơ hội chia sẻ cái hành trình mà đến với lối sống xanh. À, ăn sạch để khỏe và chị gọi như là gần gũi với thiên nhiên này và được có cái cơ hội để đồng hành cùng các chị em ở đây. Thì với em thì em cũng biết đến cái chương trình này và biết đến Emma thì không biết là nguyên nhân vì sao, lý do vì sao mà biết đến Emma thì cũng đã theo Emma được một năm nay, giữa năm rưỡi này rồi, năm rưỡi 2 năm á, thì Hạnh cũng có sử dụng cái liệu trình là 28 ngày ăn chay của Emma để tăng cân. Thì trong cái quá trình sử dụng đó thì mình lại không có kiên trì theo được nguyên một ngày, mình chỉ có thể sử dụng được vào buổi sáng là mình sử dụng làm gọi là thuần chay, là mình sử dụng chủ yếu là sinh tố, nước ép và cháo yến mạch, là còn những cái bữa trong ngày thì sẽ có nhiều rau xanh hơn so với trước kia. Thì khi mà thay đổi cái liệu trình ăn như vậy á thì Hạnh nghĩ rằng không phải một mình Hạnh mà rất là nhiều chị em ở đây với cái thời gian ban đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn với cái lối sống mà mình hay dùng thịt cá trứng, một bữa ăn là lúc nào cũng rất là nhiều chất đạm từ động vật, mà bây giờ thay bằng những cái loại đạm nhẹ giống như là nấm hoặc là các loại đậu hay là từ tảo biển á thì cũng rất là khó ăn. Và ngay như phần cháo yến mạch sáng cũng vậy, trước kia là em không bao giờ em ăn đâu, nhưng về sau khi mà quen tới với cái liệu trình bên mình thì mình cũng tập dần và mình phối hợp với lại cái việc ăn ít đi, rất ăn ăn cái mạch rất là dễ chứ nó không có khó khăn như là mình nghĩ như trước kia. Và khi mà ăn như vậy thì mình cảm thấy là hồi trước đó thì cái vấn đề mà mình táo bón thì mình không nghĩ là mình bị táo bón đâu, mình chỉ nghĩ là do mình ăn ít tại vì nhỏ mình ăn ít nên là 2 3 ngày mình đi vệ sinh một nhà một như hầu như là ngày nào mình cũng đi, thì mình mới bảo là à thì ra là từ trước tới giờ mình bị táo bón chứ không phải là mình là thể trạng cơ thể của mình như vậy. Thì mình thấy được cái vấn đề về vậy. Và còn cái vấn đề về da thì khi mà mình bị táo bón như vậy có nghĩa là cái lượng chất thải nó độc tố nó tích tụ trong người mình nhiều, thì dẫn tới cái việc là da của mình nhá, những cái vết nám nó cũng bắt đầu là và nó đậm màu dần. Xài những cái sản phẩm gì nó tự nhiên thôi chứ cũng không xài mỹ phẩm, nên là mình cũng không không có nhờ mỹ phẩm mà mình cải thiện cái làn da, mà mình chỉ phụ thuộc vào ăn uống như vậy thôi. Thì khi ăn uống như vậy thì mình thấy là cái da của mình nó cũng cải thiện sáng hơn rồi, không có bị những cái vết nám thì nó không có còn đậm màu mà nó không lan rộng ra như trước kia. Rồi thêm nữa là cái vấn đề ngủ thì được cái Hạnh rất là may mắn, bởi vì từ trước tới giờ vẫn ngủ ngon và bây giờ còn ngủ ngon hơn nữa. Vậy tốt quá. Nghĩa là sau khi mà cái hành trình mình áp dụng cái hành trình ăn xanh 28 ngày tăng cân, mình cải thiện được rất nhiều về vấn đề. Cái thứ hai là làn da của mình cải thiện được vết nám, sạm, vết tối màu này, ngủ giấc ngủ của mình sẽ tốt hơn này, người mình có nhiều năng lượng đúng không chị? Đấy. Cho nên là biết học được những cái món ăn ngon, cho nên là rất là tốt, chị cố gắng duy trì cái phương pháp ăn này nhé, về lâu về dài. Và cố gắng là thấy nó những cái bữa ăn mà nó đạt lại kết quả tốt như vậy thì cố gắng là động viên chia sẻ mọi người trong gia đình của chúng ta cùng nhau ăn những bữa ăn xanh đi nữa thì dần dần mọi người cũng sẽ quen thôi chị ạ. À, đúng rồi em ha. Hiện tại thì hồi trước kia thì các bé nhà mình cũng ít ăn rau xanh lắm, nhưng mà tới khi mà mình ăn như vậy thì các bé cũng dần ăn ăn theo. Nhưng mà ban đầu thì cũng rất là khó khi mà bắt các con hoặc là người thân của mình ăn theo mình hoàn toàn như vậy, mà mình thay đổi bản thân mình thì sẽ thay đổi từ từ những người khác, người ta sẽ thấy. Và cái việc mà những cái bữa ăn rau xanh nhiều
thì tự động trong mâm cơm thì mình nó cũng nhiều màu sắc thì cũng sẽ thu hút Đúng hơn được với người thân. rồi, đúng rồi, Ừ. đấy đấy. Mình cứ thay đổi từ từ, mình không vội vàng, bởi vì tất cả thói quen nó là một thói quen. Để thay đổi một thói quen cần một thời gian, nhưng mình sẽ cố gắng, mình khéo léo, mình làm từng ngày một. Thì khi mà mình thay đổi và mình có những cái thói quen này, các con của mình cũng sẽ thay đổi theo, đúng không? Bởi vì các con rất hay bắt chước mẹ đấy. Và khi còn là nhỏ thì các bạn sẽ dễ hơn, cho nên các mẹ ở đây chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì sau cái hành trình ăn uống cải thiện sức khỏe này, nếu như trong tương lai và hiện tại gặp có bất kể một cái khó khăn gì cần sự hỗ trợ thì chị cứ nhắn tin đến tất cả các bạn ở đội ngũ của bên Rolly, các bạn ấy sẽ đồng hành giúp đỡ chị. Cho nên là mọi người ở đây cùng nhau cố gắng và lan tỏa cái phương pháp ăn sạch sống khỏe này, cái lối sống ăn xanh, để giúp đỡ những người ngoài kia họ cần biết đến cái phương pháp ăn uống dinh dưỡng chữa lành chị nhé.